Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của sắt. Vai trò chủ yếu của sắt là tham gia vào cái quá trình hình thành hemoglobin, là cái loại protein đảm nhiệm chức năng vận chuyển oxy của hồng cầu. Ngoài ra thì còn một số cái vai trò khác. Khi thiếu sắt thì khi khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu nó sẽ bị suy giảm, làm thiếu oxy ở các cái tổ chức, đặc biệt là tim này, là não này, gây ra các dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, rồi tim đập nhanh, cơ bắp thì yếu ớt và bị thiếu tập trung. Thiếu máu, thiếu sắt thì sẽ có biểu hiện là da xanh, niêm mạc nhợt, ở niêm mạc ở mắt này, ở môi này, móng tay, móng chân thì sẽ nhợt nhạt hơn so với những người khác, móng và tóc thì dễ gãy và có nhiều biểu hiện khác nữa. Trẻ bú mẹ hoàn toàn nên được bổ sung sắt từ 4 tháng tuổi đến 1 tuổi. Trước 4 tháng tuổi thì dự trữ sắt của trẻ là đủ dùng nên sẽ không cần phải uống. Còn sau 1 tuổi thì trẻ đã ăn uống đa dạng các thực phẩm giàu sắt nên cũng không cần phải uống nữa. Khi có xét nghiệm thiếu máu, thiếu sắt thì trẻ nên được uống bổ sung sắt trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Một số loại thực phẩm giàu sắt là những cái loại động vật có vỏ như là ngan chay này, là ngao, là ốc. Các loại rau có màu xanh đậm như là bông cải xanh, cải xoăn, cải thìa hay còn gọi là cải chip ấy. Các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu nành và các loại thịt đỏ như thịt lợn, thịt cừu, thịt bò, thịt dê, vân vân. Các loại cá, đặc biệt là cá ngừ. Khi không có xét nghiệm thì mẹ vẫn có thể cho bé uống sắt bổ sung 6 tháng một lần và mỗi lần từ 1 đến 2 tháng để đảm bảo bé không thiếu vi chất này.